Trời ơi con cá đẹp quá mà bị vậy sao rồi? Trời ơi nó rớt cái vảy nè các bạn ơi. Nè rớt vảy nhờ đây luôn. Bây giờ sao? Rồi rớt cái vảy to quá. Trời ơi trời con cá đẹp quá, bự quá, to quá, rớt vảy vậy giờ sao? Sao ta? Các bạn nuôi cá mà cứ sợ gì cái này. Hai ba tuần là nó hết à. Mình muốn nói cho các bạn là hiểu rằng là khi mà các bạn lỡ trúng một bị như vậy thì các bạn cứ an tâm. Không có gì hết, con cá ở trong hồ nó nhảy nó tung hứng đủ thứ các bạn, mà muốn nó không bị chỉ có cái cột nó lại hoặc là cái lưới nó dụng thôi, chứ còn nó bị rất là nhiều thứ. Cho nên các bạn đừng có là lo lắng là nó bị chày, các bạn thấy nó chày đủ thứ cái này hết trơn. Kệ nó không sao. Vài bữa nó hết à. Không có sót chứ đừng nó sót thấy mà sót mà này nọ cái xong rồi sợ cái là gây mê rút ra để cho nó đều. Rồi muốn kích thích cho nó lên mau. Rồi muốn tác dụng gì đó vô để cho nó lên vảy mau để cho nó đẹp. Chỉ có những anh shop người ta mới làm như vậy, còn mình nuôi cứ thoải mái bình thường nhẹ nhàng, tại vì cái chuyện mà mình cũng vậy, đứt tay đứt chân vô cái hàng rào rách đờ rách áo là chuyện rất là bình thường. Sao vợ con người nhà ba má bị không lo, vậy bọn cá bị lại lo chứ nó khổ được các bạn. Không sao hết nha, khẳng định không cần làm gì hết, chỉ cần nước sạch nước tốt nuôi thoải mái là 2 đến 3 tuần là con cá nó lên lợn, ngoại trừ nó không lên khi cái hồ các bạn nhiều quá nó cứ cắn qua cắn lại thì nó không lên, chứ bình thường chắc chắn 100% sẽ lên.